Chào mừng các bạn đã đến với kênh MMO 4.0, kênh chuyên chia sẻ về kiến thức kiếm tiền online và kiến thức affiliate marketing. Trong video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là cài đặt một giao diện, thêm web bản quyền và cấu, và các bạn cũng biết cấu hình cơ bản, ví dụ như có một menu trên này và biết điều chỉnh cái tiêu đề hoặc là biết gắn link ở phần này rồi, và phần quy dịch này nữa thì các bạn có đã biết điều chỉnh. Thì để tăng thêm cái sức mạnh của trang web thì các bạn sẽ phải biết cài một số plugin hay gọi là những cái công cụ ấy, thì bạn mới cài. Thì plugin này thì đôi khi thì bạn chỉ dùng những plugin miễn phí thôi, hoặc là một số nếu như bạn tùy theo cái mục đích và cái mục đích sử dụng, và những cái công cụ nào và mình giỏi về công cụ nào thì mình sẽ cài những công cụ đấy, thì bạn sẽ đi học. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho bạn cài thôi, mình sẽ demo cho các bạn là cài hai cái plugin, một cái plugin bản quyền và một cái plugin miễn phí thì mình cài như nào. Ví dụ như là mình ở đây là cái trang web của mình, một cái plugin mà mình thấy ai cũng sử dụng. Thứ nhất là khi mình muốn mà mình tạo ra những bài viết thì mình muốn có những nút chia sẻ, mình sẽ ví dụ như vậy. Đây là có những nút, ví dụ như nút mạng xã hội này, thì làm sao để mình có cái plugin này thì mình sẽ chia sẻ các mạng xã hội. Khi mà bạn viết một cái bài thì bạn có thể chia sẻ Facebook, nó sẽ chia sẻ ở đây. Nếu các bạn là trong cái máy của các bạn có Facebook thì nó sẽ hiện lên về phần Facebook. Thì mình sẽ viết một cái bài nhé, mình copy cho nhanh, đây mình sẽ copy cho bạn này. Ví dụ như đây là một bài viết mình tạo ra, mình sẽ vào phần này, mình sẽ không có bài nào là đi demo, mình sẽ nhập demo. Tiêu đề và bạn cho phần ảnh thumbnail thì mình sẽ lấy một cái ảnh thumbnail đây. Tất nhiên bạn có thể chèn ảnh, chèn bất kể cái link nào ở đây thì bạn sẽ vạch vào sau. Thì ở đây thì bạn cũng có thể là chọn được những cái chuyên mục nằm trong chuyên mục nào, hoặc là trong chuyên mục. Thì cách tạo chuyên mục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong những video sau. Thì các bạn sẽ để mình làm demo để cài plugin thôi, nên là mình sẽ không nói sâu phần này. Chọn cái ảnh thumbnail. Mình sẽ xem cái bài mót như nào. Đây xem bài mót nó sẽ như này, thì bạn sẽ đọc thì nó sẽ như này. Ok, thì bây giờ là mình muốn cái nút mạng xã hội, nó nút chia sẻ mạng xã hội nó sẽ nằm bên trái bên phải tùy các bạn. Thì mình sẽ vào cái phần plugin này, thì mình sẽ tải một cái lỗ plugin. Thì bạn thấy plugin nào phù hợp với các bạn thì các bạn có thể là cài. Thì mình ở đây là mình muốn cài plugin chia sẻ mạng xã hội, thì mình sẽ giới thiệu cho một bạn một plugin social share. sẽ tìm đây thì bạn toàn nào này thì bạn cài plugin nào thì bạn quen với plugin nào hoặc là bạn sử dụng với gì thì bạn sẽ tìm kiếm cái plugin như vậy. Ok, đây thì nếu mà bạn muốn vô hiệu hóa hoặc bạn muốn bỏ plugin này đi thì bạn có thể tích vào đây và bạn chọn phần là delete đi và bạn chọn vô hiệu hóa đi. Ok, thì mình ở đây mình sẽ vào phần cài đặt. Thì phần cài đặt này thì bạn có thể chỉnh cái giao diện này thì các bạn sẽ bạch học sau, nhưng mình sẽ sang xem là nó sẽ có cái plugin của nó chưa đây. Đây thì nó sẽ nằm ở đây thì cái để mình chia sẻ, ví dụ như mình ấn vào phần demo này thì bạn muốn chia sẻ bài viết này thì bạn chỉ ấn vào phần chia sẻ thôi. Đó, khi mình chia sẻ thì bạn đăng nhập thì nó sẽ tự động là truy cập đến phần Facebook của bạn thì bạn chia sẻ lên Facebook. Ok, cái phần thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn là cài một plugin bản quyền. Ví dụ như mình có một cái plugin bản quyền về thiết kế giao diện landing page về bán hàng, là công cụ là Instagram thì mình tải nó lên bằng cách nào thì mình sẽ vào phần plugin new thì mình sẽ không tìm cái keyword ở đây nữa mà mình sẽ chọn plugin. Chọn plugin thì mình sẽ tìm cái danh mục mà mình chứa bản quyền. Ok, tìm tòi nào. Ok, để bạn chờ nó into cài đặt. Ok, sau khi bạn cài đặt sau thì nó sẽ Instagram 2.0 này. Đó, làm nếu bạn có khi bản quyền thì bạn có thể ấn vào đây để active. Thì cái phần này thì mình đã mua rồi thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn là vấn đề như vậy thôi, vấn đề chỉnh sửa như thế nào thì những cái video phần nâng cao thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm landing page bằng Instagram như thế nào. Thì bây giờ khi mà các bạn là cái video này là mình muốn chia sẻ cho các bạn, thứ nhất là cài plugin có sẵn trong thư viện và cài cái plugin đã mua lên cái trang web mình để tăng thêm cái công cụ để mình làm cái mục đích cái mục đích cá nhân của bạn làm gì. Thì một cái điều chú ý của các bạn khi bạn sử dụng những cái plugin này thì nó giống như tăng sức mạnh cho trang web của mình. Mình thích cái mục đích sử dụng của mình là gì thì mình sẽ sử dụng cái plugin như vậy. Thì mình sẽ tìm plugin để mình cài. Thì cái cài thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì đây cũng là một cái video cuối cùng trong chuỗi video hướng dẫn tự làm website, là những cái kỹ năng căn bản nhất để các bạn có thể chỉnh sửa một cái giao diện trong web và cài một cái trang web cho nó hoàn thiện và bạn có thể tạo nội dung. Và khi mà bạn tạo nội dung nó hay, nó hấp dẫn khách hàng thì các bạn có được truy cập hàng ngày thì bạn có thể hoàn toàn đặt những banner quảng cáo trên trang web của mình hoặc là liên kết với Google Adsense để đặt những cái quảng cáo trên trang web mình có thể kiếm tiền được trên trang web. Thì hy vọng trong chuỗi video này sẽ giúp ích các bạn thêm kỹ năng để tạo ra một website và sử dụng cho mục đích cá nhân của các bạn. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.